Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học các thao tác khi sử dụng Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm các thao tác chuột phím phím tắt khi sử dụng Revit, cách lựa chọn đối tượng, View Queue và Zoom. Quay trở lại mô hình RAC Advanced Sample Project, file mẫu của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thao tác mà chúng ta hay thường xuyên sử dụng, như là các thao tác về chuột phím, các cái lệnh tắt, để chúng ta có thể sử dụng Revit một cách tốt nhất. Đầu tiên, khi các bạn bật một cái giao diện 3D lên, cái các bạn hay quan tâm đó là chúng ta muốn xoay cái mô hình này thì như thế nào. Để xoay mô hình thì Revit nó cho phép các bạn sử dụng phím Shift, các bạn giữ phím Shift và các bạn ấn chuột giữa để xoay. Được chưa? Nó sẽ xoay như thế này. Đôi khi nó xoay ấy thì nó hơi bị văng. Lý do là do cái tâm xoay của chúng ta nó đang ở vị trí nào đấy khá xa cái mô hình của chúng ta. Thì có một cái mẹo xoay với các bạn, đó là các bạn có thể lựa chọn một cái đối tượng nào đấy. Giả sử mình chọn cái đối tượng cái cây này, sau đấy mình xoay thì nó sẽ xoay quanh cái tâm là cái cây đấy. Cái này giúp các bạn quản lý cái xoay tốt hơn. Đấy, nhớ nhá, phím Shift và chuột giữa là để xoay. Tiếp theo ấy là để xoay, các bạn có thể thấy chúng ta có cái view queue nằm trên góc màn hình này này. Thì các bạn có thể kích vào cái view queue này, kích vào các góc. Thì khi các bạn kích vào các góc, nó sẽ cho các bạn cái mô hình xoay theo các góc của các bạn mong muốn. Thấy không ạ? Các bạn có thể kích vào mặt đứng, mặt bằng hoặc các góc phối cảnh như thế này. Hoặc các bạn cũng có thể kích chuột vào cái view queue này, giữ chuột và xoay nó như thế này. Cũng là một cách. Đấy, đây là cách xoay trở mô hình. Tiếp theo, khi mình về, giả sử như mình về 2D nhé, thì chúng ta sẽ để zoom, chúng ta sẽ làm như nào? Để zoom thì đơn giản nhất là chúng ta dùng con chuột thôi và chúng ta lăn chuột giữa. Thì cái con trỏ chuột của chúng ta đặt ở đâu thì nó sẽ zoom ở vị trí đấy. Các bạn zoom lăn tiến để zoom vào và lăn lùi để zoom ra như thế này. Được chưa? Các bạn cũng có thể là ấn chuột giữa để giữ chuột giữa và di chuột để pan, tức là di chuyển cái góc nhìn như thế này. Lưu ý là những kiến thức này thì nó có thể áp dụng cho cả 2D và 3D nhé. Ví dụ như là pan này, ví dụ như là zoom này. Được chưa? Rồi. Khi lựa chọn đối tượng trong Revit thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Cách đơn giản nhất là chúng ta kích chuột chọn từng đối tượng thôi. Khi kích chuột, các bạn có thể kết hợp với phím Ctrl để kích chuột hàng loạt, giữ như này. Đấy. Và các bạn có thể ấn Shift, giữ Shift để bỏ những cái đối tượng mà mình đã chọn như thế này. Để chọn nhiều đối tượng thì các bạn có thể, đó là quét chuột. Quét chuột thì nó cũng giống quét, nếu bạn nào dùng quét rồi các bạn biết, đó là nếu các bạn quét chuột từ trái sang phải thì chỉ những đối tượng nào nằm trọn vẹn trong vùng quét chuột thì mới được chọn như thế này. Nhưng nếu đối tượng chúng ta, các bạn quét từ phải sang trái thì chỉ cần đối tượng nó chạm vào vùng chuột thôi thì nó được chọn hết. Đấy, nó có thể không cần nằm trọn vẹn, chỉ cần nằm một tí thôi là cũng được chọn. Khá là giống quét đúng không nhỉ? Khi các bạn chọn đối tượng ấy thì ngoài ra ấy, trong Revit chúng ta có một phím Tab. Phím Tab này nó cho phép các bạn, đó là lựa chọn những cái đối tượng khác nhau nằm trong vùng chuột. Ví dụ trong vùng này nó sẽ có một vài cái đối tượng, nó có thể là đối tượng nhìn thấy hoặc đối tượng không nhìn thấy. Thì mình đưa chuột vào đây thì bạn thấy này, để ý phía dưới này nhá, mình đưa vào đây mình ấn Tab này. Đấy, các bạn thấy không, thì những cái đối tượng nào nó nằm trong cái vùng con chuột này thì các bạn ấn Tab theo thứ tự từng lần một thì nó cho phép các bạn chọn, và các bạn có thể ấn đến khi nào đối tượng mà mình muốn chọn nó sáng lên thì các bạn hãy kích chuột. Đấy không ạ? Đấy. Mình sẽ về 3D nhá. Đây. Trong cái vùng này, có rất nhiều đối tượng này. Mình đưa vào đây nhá. Bạn thấy không? Có rất nhiều đối tượng để cho bạn chọn. Và các bạn chỉ việc ấn đến khi nào nó sáng lên thì ok. Cái là ấn Tab này, ngoài việc chọn đối tượng thì sau này các bạn thực hiện các lệnh thì nó cũng sẽ cần sử dụng nữa đấy. Các bạn hãy lưu ý phím này cho mình nhá. Rồi. Tab này thì nó cũng có cái chức năng, ví dụ như là nó cho phép các bạn chọn những cái đối tượng mà dính liền nhau, ví dụ như này, thấy không? Đấy, những bức tường dính liền nhau.
Khi các bạn quét chuột ấy, lựa chọn đối tượng, quét chuột như này này, thì rất nhiều khi chúng ta chọn rất nhiều đối tượng, đúng không? Thì đôi khi chúng ta chỉ muốn chọn một vài đối tượng trong này thôi. Giả sử mình muốn chọn cái đối tượng là cái này nhá, cái model group này, những cái loạt này. Giả sử mình quét như này này. Đấy, thì rất nhiều đối tượng. Thì khi chúng ta chọn vậy, nó sẽ có một cái công cụ là công cụ filter, tức là bộ lọc. Thì các bạn click vào đây này. Thì trong này các bạn có thể check none, và các bạn chọn những cái đối tượng mà các bạn muốn chọn thôi. Ví dụ như mình chọn cái model group này, mình ok. Bạn thấy không? Thì chúng ta có thể chọn được những cái này. Thì đây chính là công cụ filter nhá. Được chưa? Rồi nhá. Tiếp theo một chút nữa nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm. Đó là cái lệnh zoom. Lúc nãy thì các bạn biết là zoom thì chúng ta có thể zoom như này đúng không? Đấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái lệnh zoom nữa. Đó là các bạn phải kích chuột phải này vào một khoảng trống nhất định. Và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái lệnh như là zoom in region. Tức là khi bạn chọn nó này, nó cho phép các bạn zoom ở một cái vị trí nào đấy như thế này. Các bạn thấy không? Đấy. Dụ lại nha. Zoom in region. Đấy. Tiếp theo là các bạn có thể zoom out 2x, tức là zoom to ra 2 lần. Đấy. Hoặc zoom to fit, tức là giả sử khi các bạn, đôi khi các bạn làm nó văng màn hình ở đâu đây chẳng hạn, thì các bạn thử kích vào zoom to fit thì nó sẽ vừa kín cái màn hình cho bạn như thế này. Tiếp theo, có một cái nữa mình cũng muốn nói luôn cho bạn là liên quan đến việc lựa chọn đối tượng. Thì nó sẽ có một cái bộ công cụ là bộ công cụ select nằm dưới này này. Hoặc các bạn có thể kích vào đây, thấy nó ở đây này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ cho phép các bạn lựa chọn những đối tượng gì đấy. Giả sử nếu các bạn chọn cái nút này, các bạn không tích bỏ dấu nhân. Các bạn thấy có dấu nhân không? Nếu các bạn không tích bỏ dấu nhân thì nó cho phép các bạn chọn những file link. File link những file liên kết. Giả sử nếu các bạn không chọn cái này này, các bạn tích nhân này, thì những cái file link các bạn đưa vào đây các bạn không thể chọn được nó. Hay là các bạn có thể là ở đây nó select pin element. Pin element tức là các đối tượng bị khóa. Những đối tượng khóa là những đối tượng như thế này này. Các bạn thấy có dấu khóa đây không? Thì nếu các bạn bỏ chọn cái này đi thì các bạn không thể chọn được cái đối tượng như lúc nãy nữa đâu. Thấy không này? Mình đưa vào nhá, không thể chọn được. Thấy không nhỉ? Ấn tab cũng không lên. Nhưng giả sử mình bỏ này thì đưa vào đây. Đấy, thấy không? Chọn được nó rồi. Được chưa? Ngoài ra là cái select by face này, tức là đôi khi chúng ta có những cái đối tượng mà chúng ta có thể lựa chọn theo mặt. Tức là nhá, giả sử các bạn muốn chọn cái mặt phẳng sàn này, ở đây có cái sàn nhá. Nhưng các bạn kích vào thì không chọn được, bởi vì cái lệnh select by face, tức là chúng ta kích vào cái mặt sàn này không được chọn. Thì mình bỏ cái lệnh này đi, thì mình kích vào thì ngay lập tức chúng ta sẽ chọn được. Đấy, thấy không? Tuy nhiên cái lệnh này nó có một cái điểm hạn chế là đôi khi ấy, giả sử chúng ta kích chuột nha, chúng ta kéo ra là nó đi luôn cả cái sàn. Thế nên á, nhiều khi chúng ta hay mà các bạn hay nhiều khi hay như này này, hay quét chuột để chọn. Giả sử nhá, nhìn để ý này, nếu các bạn quét chuột thế này. Nhưng giả sử đôi khi chúng ta bỏ cái này đi, quét chuột để chọn thì chúng ta lại là cái lệnh di chuyển. Thế bạn lưu ý cho mình sử dụng hạn chế cái lệnh select element by face này nha. Rồi. Còn kiến thức cuối cùng mà mình muốn nói đến các bạn đó là phím tắt. Rất nhiều bạn quan tâm đến phím tắt. Revit nó cũng có các cái lệnh sử dụng bằng phím thôi. Giả sử khi bạn sử dụng cái lệnh như lệnh tường này, nó sẽ có cái phím WA. Mình ấn nha. WA. À ở đây mình đang dùng Việt cây. Tắt nó đi. WA. Đấy các bạn thấy không? Lệnh vẽ tường. Hay là giả sử như chúng ta có những cái lệnh như lệnh copy thì các bạn ấn CO. Đấy, copy. Hay là những cái lệnh như là đó này các bạn để ý nha. Ví dụ đây nhỉ. CO này, MV này, thấy không? Offset là OF. Và nhiều bạn sẽ quan tâm đó là giả sử tôi muốn có cái bộ phím tắt của tôi thì làm thế nào? Thì để thiết lập phím tắt thì các bạn ấn KS, keyboard shortcut, hoặc các bạn vào đây này, cái này mình đã nói rồi nhá, option này, user interface, shortcut. Hoặc một cách nữa là các bạn có thể vào view. User interface và cái bass cut. Thì vào đây các bạn có thể thiết lập phím tắt cho mình. Giả sử những cái lệnh như là lệnh copy ở đây nó đang là CO, đúng không? Giả sử mình muốn nó là CC cho dễ ấn thì mình ấn KS để khởi động này.
Sau đấy mình sẽ tìm cái lệnh copy của mình ấn copy ở đây mình tìm. Thì đây, cái lệnh copy của chúng ta ở đây. Nó có CC đây rồi. Giả sử như mình muốn nó là XX chẳng hạn, ví dụ thế. Thì mình chọn này, cái lệnh copy này. Mình thêm cho nó phím XX. Sau mình assign nó thì nó vào đây. Giả sử mình không muốn cái phím cái lệnh CO này tồn tại nữa thì mình có thể chọn nó này, mình remove nó đi. Sau đấy chúng ta chỉ việc là ok là được. Cái phím tắt của Revit các bạn có thể import và export vào một cái file. Giả sử các bạn có một bộ phím tắt chuẩn rồi, các bạn export nó ra thành một file các bạn lưu vào máy tính. Sau này thì các bạn khi các bạn cài Revit ở một máy khác thì các bạn có thể import nó vào. Đấy, thấy chưa? Thì cái này nó cũng giống các phần mềm khác thôi. Thấy chưa? Đấy, thì đấy là phím tắt của Revit. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn cách để thao tác chuột phím, phím tắt, cách lựa chọn đối tượng, cách sử dụng View Queue và Zoom để có thể thao tác một cách thành thạo khi làm việc trong môi trường của Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.